Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của T-Box. Và trong video này, mình sẽ dẫn các bạn cách để hạ lớp màn sống ảo của chị em xuống nhá. Nói đơn giản đó chính là bỏ đi lớp make up hay là làm đẹp. Rồi, hãy cùng mình vào video nào. Ở trên hình này mình đang có sẵn hình của Linh Ca này. Giờ mình sẽ thử bỏ lớp make up này đi xem nó thế nào nhá. Rất đơn giản thôi, một nút là được. Như các bạn nhìn thấy thì lập tức khuôn mặt trở nên nhợt nhạt hơn này. Đấy, mình sẽ zoom to để các bạn nhìn dễ hơn nhé. Đó, như các bạn nhìn thấy thì khuôn mặt trở nên nhợt nhạt hơn này. Hay là một số những màu sắc như là kẻ mi rồi là son đều được bỏ đi hết. Và chắc chắn là trông sẽ nó khác hẳn so với việc là khi được trang điểm luôn. Đặc biệt là với những ai mà đã quen dùng những phần mềm làm đẹp kiểu như là Beauty Plus này hay là Camera 360 thì khi dùng phần mềm này xử lý lập tức bạn thấy một khuôn mặt khác. Mình không dám nói là khác quá nhiều đâu, nhưng mà chắc nó cũng phải khoảng 50-70% đấy. Rồi, thế bây giờ phần mềm này là phần mềm gì? Thì tên của nó đây. Các bạn sẽ tải cho mình phần mềm có tên là Make Up ở đây nhá. Phần mềm này thì không chỉ có tác dụng đó là gỡ bỏ lớp trang điểm mà có tác dụng đó là trang điểm nữa. Với phần mềm này thì sẽ có hệ thống máy học, hệ thống thông minh AI ở trong đó để xử lý. Vì thế hình ảnh cho ra sẽ có thể là chính xác hơn, sắc nét hơn. Phần mềm này hoàn toàn là miễn phí ở trên cửa hàng Play. Các bạn chỉ cần lên và tải về thôi. Đây, mình sẽ lên nhá. Và gõ chính xác này, Make Up. Người ta là Make Up, còn mình là Make Up. Đấy. AI đây, AI Base Make Up Editor. Ok. Rồi, sau khi tải về nó xong thì chúng ta cùng vào để xem giao diện chính của nó này. Mình sẽ tắt nó đi đã. Và đây là giao diện chính của ứng dụng Make Up. Với ứng dụng Make Up này thì các bạn rất đơn giản thôi. Bạn chỉ cần chọn ảnh này hoặc là bạn ấn nút chụp luôn. Đấy, trực tiếp là chúng ta chụp ảnh từ cái ứng dụng này. Đây, tay mình đây. Đó, không có gì cả khó sử dụng luôn. Còn nếu bạn chọn ảnh rồi nhé, ví dụ mình chọn cái ảnh Linh Ca vừa rồi đi, thì bạn sẽ có hai tùy chọn. Một đó là thêm Make Up và hai là bỏ đi lớp Make Up. Như các bạn ảnh này nãy mình vừa bỏ về đúng không? Giờ mình thử lên Facebook nhé và tìm ảnh một ai đó đang selfie ở trên Facebook rồi cho các bạn xem. Ok. Đấy, bỏ lớp sống ảo mà, lên đúng Facebook tìm luôn. Để mình xem là cái Facebook mình đã cất nó nằm ở đâu rồi. Đây đây, Facebook của chúng ta đây. Để mình xem nhá. Ôi giời, đây 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 đây, bạn này rất là đẹp. Được rồi, để mình thử chọn một cái ảnh nào đấy từ Candy Myvi. Theo như mình không nhầm thì đây là một idol có highlight ở trên Talk thì phải. Còn Talk, CC Talk thì chính xác thì mình không nhớ rõ lắm. Ảnh này các bạn nhá. Đấy, đấy, nhìn mặt tao có đùa không? Vâng, xin lỗi chị trước. Bây giờ chúng ta sẽ chọn ảnh đấy. Và remove make up. Ok, như vậy là mình đã bỏ xong, mình sẽ lưu ảnh này về để các bạn xem nhá, cho nó dễ. Xếp này, rồi, xếp xong. Quay về bộ sưu tập của mình nào. Cứ phải vào bộ sưu tập xem nó mới thích các bạn. Ảnh nó mới to, mà zoom, mà nó mới dễ. Đây là Facebook này, đây là ảnh ban đầu các bạn này. Đó, đây là cái ảnh khi mà chúng ta chưa xử lý nhá. Sau khi xử lý xong này, để mình tìm xem là nó đã lưu ảnh ở đây, make up đây. À, hệ thống có sẵn luôn cả ảnh trước và sau các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, nốt ruồi này. Đó, bên này thì nó mờ mờ nhưng bên này nó làm đậm luôn cho chúng ta nhìn thấy này, ở mắt này, ở mũi này. Nói chung là về cơ bản thì nhìn mắt vẫn khá là to. Mình nghĩ cái này là do một số phần mềm hoặc là đeo len nữa. Môi thì trông có vẻ là nó không được đẹp như là môi ban đầu đây. Các bạn nhìn cái cánh môi này. Đấy, thôi. Nói chung là mình thấy là việc đem ra soi xét thì không tốt lắm. Tuy nhiên thì với cái ứng dụng này nhá các bạn nhá, các bạn hoàn toàn có thể là bỏ đi cái lớp mặt nạ của chị em, hay là cũng có thể là giúp chị em trang điểm bằng một cách đó là thông minh hơn. Đấy, chính xác hơn, dựa vào cái hệ thống thông minh của AI. Chắc là nhiều bạn bây giờ cũng có nghe cái từ AI này nhiều. Mình đọc AI thì không chính xác lắm, mà đọc chính xác nó phải là AI. Nhưng mà vì thế là mình có quen tiếng Việt rồi nên mình cứ đọc như thế. Thì nó là hệ thống máy học. Hệ thống máy học này sẽ sử dụng nhiều kết quả, sau đó những kết quả đó nó sẽ càng ngày càng tự hoàn thiện bản thân. Nó giống như kiểu là chúng ta học vậy. Hôm nay chúng ta học chữ A, ngày mai học chữ B, chữ C. Dần dần nó học được cả bảng chữ cái, gồm tất cả các chữ cái trong bảng tiếng Việt. Còn ứng dụng này cũng thế, mỗi ngày nó học một chút, dần dần nó sẽ học và hiểu được cái cách nào người sử dụng đã trang điểm như thế nào, để từ đấy nó biết cách gỡ đi. Ok, như vậy là mình đã dựa xong với các bạn ứng dụng giúp xóa bỏ đi cái lớp màn sống ảo của chị em. Nếu các bạn thấy video này hay hữu ích thì đừng quên like và subscribe cho kênh của T-Box nhá. Xin chào mọi người trong video lần sau.